Dạ, như vậy là chúng ta có một cái lá đã ghim làm đuôi và hai cái lá để làm cánh cắt sẵn rồi. Dạ, tức là chúng ta đã có hình khung của ung gà tây. Dạ, tôi xin mắc thêm một cái điều nữa là có một cái loại spray nó gọi là lip gloss, nó làm cho cái lá bóng này. Chúng ta có thì xịt, mà không có thì cũng không sao. Cái này người ta xịt vào lá chứ ít khi xịt vào hoa. Rồi chúng ta ghim cánh hai phía hơi nghiêng. Và hai bên con gà tây, cái góc thẳng góc với lại đuôi và đầu của gà tây. Và như vậy là chúng ta sơ bộ là chúng ta có cái hình con gà tây rồi, ai nhìn vào cũng biết nó là gà tây chứ không phải là con gì khác, không phải là con vịt mà cũng không phải là con mèo con chó gì. Phần đầu tiên là chúng ta cắm hoa vào trong cái miếng xốp để làm cái lông con gà dễ thôi. Chúng ta thấy có cái màu nào mà chúng ta thích nhất thì chúng ta cho nó vào trước, tương đối đầy. Chúng ta cố gắng là cắm ở sát vào cái thành của cái bình á, để cho nó không có bị lộ ra. Thành của cái bình và cái miếng giấy plastic đó, chúng ta phải che nó tới tối đa để cho cái hoa trông nó có thể tự nhiên và đẹp. Cái hình của hoa tương đối, chúng ta có thể dự định là làm cho những cái hoa mà nó nổi hơn, nó có thể nhiều hơn một chút. Và luôn luôn nhớ rằng những cái hoa ở phần ở giữa nó cao hơn ở chung quanh, cái mình con gà nó sẽ tròn phải đầy. Cái miếng sốt ở trong nó có thể là nó lớn hay nó nhỏ tùy theo tình thế, nhưng mà chúng ta phải có ý là chúng ta làm cho nó trông nó có vẻ như tự nhiên, là nó có một cái hình cong của cái lưng con gà. Chúng tôi có hoa màu vàng pha màu đỏ sậm, hoa màu vàng thật, hoa màu gạch, hoa màu trắng. Thì tùy theo đó mình dùng xen kẽ để cho cái hoa trông nó nhẹ nhàng hơn, nó không có đồng điệu. Mình cắt nó dài khoảng độ 10 cm hoặc là 8 cm tùy theo chỗ.
cái cấm của mình cũng phải tạo nên, có khi cấm thẳng mà có khi cấm hơi nghiêng một chút để cho cái hoa nó trông nó tự nhiên xuôi xuôi theo cái mình của con gà. Cái sắc hoa đậm nhạt, cái màu đậm thì nó nổi, nhưng mà màu đậm nó nhiều quá, nhìn nó nặng nữa. Còn cái màu hoa nó lạc hơn thì nó có thể không nổi, nhưng mà cái cắm của mình trông nó nhẹ nhàng thanh bay hơn. Cắm hoa nó có một cái ý nghĩa là mình làm cho nó là phải tương hợp, nhưng mà vẫn có phần chìm phần nổi khác nhau. Hoa phải đi với lá và màu đậm phải đi với màu lợt hay là màu trắng để cho cái bình cắm hoa của mình trông nó đa dạng hơn, chứ không thì nó sẽ đồng điệu quá. Lúc cắm thì phải cố ý là nắm gần cái cuốn của cái hoa mà đẩy vào trong cái miếng xốp. Tại vì nếu mà mình cầm từ ngoài á, thì có thể làm cho cái hoa nó bị gãy. Cái cuốn hoa nó... chúng ta có bốn sắc hoa của hoa cúc. Mùa này là cái mùa dễ tìm hoa cúc nhất, và hoa cúc cũng có nhiều cái sắc đậm lợt tùy theo loại khác nhau. Cũng dễ dàng cho chúng ta mua cúc, mà có thể là độ vài ba người chia nhau để cùng mua để có được nhiều màu, thì cái điều đó nó dễ làm hơn là chúng ta mua mỗi thứ một bó thì hóa ra cái món tiền cũng hơi khá bộn. Nếu mà mình rủ được mấy người, hoặc là mình có ý định mình làm nhiều hơn một bình hoa thì rất là tiện. Một bó hoa họ bán có thể dùng cho khoảng 3-4 bình, 3-4 con gà như vậy. Chúng ta nhớ là lọc bỏ những cái lá nhỏ ở dưới cái cành, như vậy thì nó không có làm cho cái đường cắm đẩy vào nó dễ hơn. Chúng ta kiểm soát qua cái bình thử là cái chỗ nào đầy, chỗ nào thiếu, thì chúng ta có thể thêm thấp chút đỉnh. Trước khi chúng ta đi cái giai đoạn chót, rất là dễ là dùng cái lá phun và cái baby breath để lấp bằng những cái chỗ trống và làm cho cái bình hoa nó linh động hơn. Đây là cái baby breath. Chúng ta, theo tôi nghĩ thì chúng ta nên cắm lá trước. Chúng ta cũng án chừng cái chiều dài của cái cọng mấy cái cành để chúng ta cắm đó, thì miễn làm sao mà chúng ta ghim được vào trong cái miếng xốp là được rồi. Không có cần chính xác lắm, nhưng mà tuyệt đối là phải ghim vào được cái miếng xốp bên trong, chúng ta feel thấy, cảm thấy nó ở có cái tính cách mà ghim được chặt hơn hay là nó lỏng lẻo. Nên bỏ cái đầu để cho cái cành nó không có bị nhỏ ở ngoài. Rồi chúng ta đẩy vớt cái miếng plastic, miếng ni lông để cho cái cành hoa, cái lá phơm này nó đi vào trong, che giấu được cái những cái phần mà nó có tính cách hơi thô. Sau khi cắm chung quanh bình thì chúng ta cắm xen kẽ vào giữa hoa để cho có cái lá màu xanh. Nếu mà hoa không có lá thì không có đẹp đâu. Tương đối là con gà được phủ bằng hoa gần kín rồi. Và chúng ta muốn làm cho cái cắm của chúng ta được nhẹ nhàng hơn thì tôi dùng cái baby breath. Cái thường thường cái hoa này phải mua ở chỗ florist mà bán sỉ nó mới có nhiều, còn bán lẻ thì hơi ít.
cái hoa baby breath khi mà mình cắm vào trong cái bình hoa đó thì nó giống như là cái khăn voan mà phủ lên mặt của cô dâu á, trông nó nhẹ nhàng, nó thanh bai hơn. Thành ra nếu mà mình cắm một bình hồng, hoa hồng màu đỏ, mình có một ít baby breath trông nó cũng đẹp hơn là không có. Càng bình hoa càng đặt bao nhiêu thì cái baby breath này nó lại càng làm cho cái bình hoa dễ coi hơn, nó che đậy bớt những cái khuyết điểm của mình. Bà xin nhắc lại là chúng tôi dùng một cái rổ thì nó có cái chỗ trống như vậy, thì tôi dùng thêm bằng cách là che nó bằng cái lá phương để cho nó che phần nào cái hoa, cái lỗ cắm của mình, và như vậy thì mực nước của tôi đổ thì không thể cao hơn được cái chỗ cắm này, chỗ cái tay cầm này. Cái nguyên tắc để cắm hoa là chúng ta không để lộ ra những cái phần mà chúng ta giống như cái phần không đẹp, như là bao plastic hay là cái phun, cái miếng xốp để cắm. Cái cây baby breath này nó hơi mong manh nhưng mà tương đối cái cành nó nhỏ mà nó chắc, cũng dễ cắm chứ không phải khó, và chúng ta đừng làm dập những cái hoa kia khi mà chúng ta cắm cái baby breath. Cái hoa baby breath có thể cao hơn cái hoa cúc một tí, nhìn cũng hay, không cần phải đồng loạt bằng nhau. Dạ, đây là bình hoa đã hoàn tất với lá phun và có hoa baby breath ghim vào. Thì nhìn chung thì chúng ta không thể nói là có cái gì xuất sắc, nhưng mà thấy là một cái bình hoa rất là vui vẻ, và một bữa tiệc Thanksgiving có bình hoa này rất là trang trọng. Thường thì tôi có thể kiếm được một ít hoa rau dền màu đỏ ghim vào trong cái cổ của con gà để làm cái diều của con gà thì rất là đẹp, nhưng mà năm nay tôi bận quá tôi đi kiếm không được. Nó có thể có ở một số tiệm, ít khi có ở tiệm bán hoa, mà có thể có ở vườn hoa. Như vậy là chúng ta hoàn tất được một con gà. Phải lúc phải nhớ là cho nước vào để cái phần mà sốt đó, cái miếng sốt nó được hút nước đầy đặn nó lên trên, và chúng ta có thể spray một ít nước lên trên cái hoa bình hoa để cho cái nước nó giữ được cái tươi, cái hoa này nó không có sợ bị nước tiếp xúc như là hoa lan. Xin cảm ơn quý vị và mong rằng mỗi gia đình đều có được một bình hoa để vui chơi cái ngày Thanksgiving, hoặc là có tặng cho những người mà mình hàm ơn. Xin cảm ơn, xin kính chào.